Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay trong cái video này mình sẽ giới thiệu các bạn phần mềm MT Liquid Downloader phiên bản 1.1. Thì phiên bản 1.1 này sẽ bổ sung thêm một vài tính năng cũng như sửa một cái vài lỗi nhỏ ở cái phiên bản 1.0 mình đã từng giới thiệu cách đây chắc khoảng cái năm rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dùng thử cho bạn thử ha. Thì sau khi cài đặt và mở lên thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập một cái khóa API. Thì nếu mà chúng ta chưa có khóa API thì các bạn có thể click vào đây để tiến hành đăng ký một cái khóa ha. Rồi thì mình click vô đăng ký khóa online của bạn ngay bây giờ. Rồi mình chọn đăng ký khóa phi thương mại. Rồi tới đây thì mình chỉ cần nhập tên ứng dụng thôi, chẳng hạn mình nhập là download Liquid Email nè. Ứng dụng mình tạo dưới đây thì mình nhập một dòng vài dòng mô tả như là tải ảnh về Liquid. Rồi chọn hai cái này bên dưới. Đây nó sẽ tạo cho chúng ta một cái khóa và một cái khóa bí mật ha. Thì đây mình sẽ copy lại cái khóa API trên đây. Rồi dán vô. Rồi đây chính là cái giao diện chính của ông cụ. Thì nó có các cái nút lệnh hỗ trợ chúng ta lưu cái ảnh đang xem nè, tải các ảnh về từ trang khám phá và tải album của người dùng, và đồng thời là tải tất cả các hình ảnh từ cái tài khoản. Thì bây giờ mình sẽ thử cái tính năng là tải ảnh từ trang khám phá ha. Đây một cái tính năng mới của cái phiên bản 1.1 này đó là tính năng tải ảnh chất lượng tốt nhất. Tức là chẳng hạn ở đây nè, mình chọn cái chất lượng ảnh gốc ha, thì mình sẽ coi nó có thể tải được bao nhiêu tấm gốc. Đây nó nói là chỉ có thể tải được 255 tấm gốc. Thì mình ở đây thì trong khi là ở cái trang khám phá này nó có tới gần 500 tấm lượng, mình tải hết 500 tấm về, mà ở đây chỉ có thể tải được theo từng cái kích thước thôi. Thì nó có cái tùy chọn là tải ảnh chất lượng tốt nhất nè. Khi mình chọn vào đây nó sẽ tải hết 497 tấm này về, mà mỗi tấm nó sẽ tải cái chất lượng tốt nhất của nó.